Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị cái chương trình Airdrop đầu con ở trên Telegram đến từ cái dự án Mojo này nhá. Đây là cái đối tác của cái dự án Avive Work nhá. Cái kèo Avive Work thì chắc cũng có nhiều anh chị là đã kiếm được rất nhiều tiền từ cái dự án này rồi. Đây các anh chị thấy này, được theo dõi bởi Avive Work này. Đấy. Được theo dõi bởi cái dự án này nhá. Đây và Avive của cũng đã đăng lại cái bài đăng này rồi nhá. Đây, đối tác với Avive này, Mojo này. Nên đây là một cái kèo cực kỳ tiềm năng nên các anh chị đừng có bỏ qua nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ chia sẻ với các anh chị cái cách để các anh chị tiến hành đăng ký cái tài khoản để các anh chị khai thác ở trên cái dạng Mojo này. Rồi để đăng ký cái tài khoản thì các anh chị click vào cái đường link em để ở bên dưới cái phần mô tả của video đấy thì nó sẽ đưa các anh chị đến cái giao diện cho của em ở trên màn hình. Các anh chị nhấn vào cái chữ start ở đây để bắt đầu này. Đấy, rồi các anh chị nhấn vào cái chữ Play Now ở đây nhá. Các anh chị nhấn vào chữ Start. Rồi, các anh chị nhấn vào Tab ở đây để các anh chị tab này. Đấy, cái số lần tab nó điểm ngược dần lui nhá. Đấy. Đây, các anh chị nhấn vào các anh chị tab này và sau đó các anh chị nhấn vào các anh chị clip này. Đấy. Khi các anh chị đăng ký tài khoản thì các anh chị sẽ nhận được 5.000 điểm nhé. Và các anh chị tap bao nhiêu thì nó sẽ cộng lên đây cho các anh chị. Ở đây thì nó sẽ thể hiện số dư này. Và ở cái mục bút này các anh chị click vào. Đây các anh chị ở. Các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị nhé. Đấy. Rồi các anh chị vào cho em cái mục tắt ở đây. Ở đây thì các anh chị thực hiện các cái nhiệm vụ ở đây. Chẳng hạn như cái nhiệm vụ follow cái Twitter X của dự án để các anh chị kiếm được 1.000 điểm. Subscribe channel ở trên Telegram để các anh chị kiểm điểm nhá. Đây các anh chị mời bạn bè để các anh chị kiểm điểm này. Và các anh chị link your wallet, tức là các anh chị kết nối ví này. Các anh chị nhấn vào chữ O này. Rồi thì các anh chị nhấn vào connect wallet này. Các anh chị chọn cái ví này. Ở đây thêm sẽ kết nối với ví web báo của cái sang OKX. Đây các anh chị chọn OKX thì nó sẽ chuyển các anh chị sang cái ví web bá nhá. Đấy, các anh chị nhấn vào. Đấy, các anh chị nhấn vào kết nối nhá. Đấy, anh chị nào muốn kết nối thì các anh chị kết nối nhá. Còn ở đây thì em chưa kết nối đâu. Bởi vì em sẽ đổi cái ví khác đấy. Rồi các anh chị kết nối xong thì các anh chị nhấn vào chat để nhận điểm nhá. Bây giờ thì em sẽ tắt này. Còn cả cái nhiệm vụ ở trên này thì follow Twitter và subscribe Telegram của dự án thì nó cũng dễ rồi, các anh chị hãy làm rồi nhá. Rồi ở cái nhiệm vụ friend ở đây. Ở đây thì các anh chị mời bạn bè để các anh chị kiếm điểm nhá. Các anh chị click vào chữ invite ở đây để các anh chị sao chép cái đường link các anh chị chia sẻ về bạn bè của các anh chị nhá. Rồi các anh chị vào cho em cái mục profile ở đây. Rồi ở cái mục profile này thì nó sẽ thể hiện cái UID này, số điểm point này, rep tầng 1, rep tầng 2 nhá. Link vị cái link liên kết với cái vị đấy. Và cái link liên kết định cái tài khoản X khi các anh chị thực hiện ở bên các cái nhiệm vụ thì nó sẽ link ở qua bên này. Đây, ở trên cái dự án này thì nó còn mới nhá, nên các anh chị cứ vào các anh chị tab để các anh chị kiểm điểm này nhá. Đấy, sau này bên dự án có thêm cái thông tin hay là cái cập nhật gì mới đấy thì em sẽ tiếp tục chia sẻ đến các anh chị sau. Đây là đối tác của Avive nên các anh chị yên tâm các anh chị chuyển nhá. Cái kèo Avive thì các anh chị cũng đã kiếm được rất nhiều tiền từ dự án này rồi đấy. Rồi bây giờ thêm cũng xin kết thúc cái video. Rồi bây giờ thêm cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi hết kỳ video của em. Em xin chào tất cả các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.